Trước khi bắt đầu video thì mình xin có đôi lời như sau. Đầu tiên là kênh Việt Chuyện Bọn Mình đã chính thức mở Discord và đường link từ kênh Discord đó sẽ nằm ở phần mô tả. Đây sẽ là nơi để cho anh em fan Việt Chuyện thao hồ giải trí cùng với cộng đồng comics tại Việt Nam. Thứ hai là kênh Việt Chuyện của chúng mình vẫn tiếp tục nhận donate theo ba hình thức. Donate qua Pet hãy ủng hộ tôi theo đường link dưới đây. Donate qua Momo theo số điện thoại hoặc là donate qua ngân hàng theo thông tin được cung cấp ở bên dưới. Những sự đóng góp của anh em phê dân, dù ít dù nhiều cũng đều rất trân quý đối với kênh của bọn mình. Và đó cũng là nguồn động lực giúp cho kênh hoạt động năng suất hơn và ra nhiều video chất lượng hơn nữa. Và chúng mình cũng xin được gửi lời cảm ơn tới những anh em nào đã donate cho kênh trong tuần vừa qua. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thứ ba là kênh của chúng mình cũng đã chính thức mở tài khoản TikTok theo địa chỉ bên dưới. Anh em có thể follow ngay và luôn để được đón xem một số nội dung thú vị mà chúng mình đã và sẽ cho đăng tải ở đây nhá. Và cuối cùng là kênh Việt Chuyện Bọn Mình trong thời gian qua cũng đã cho ra lò hàng loạt các video với nhiều nội dung khác nhau. Nên nếu anh em thấy hứng thú thì có thể ghé qua để xem nhá. Còn bây giờ, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như vào một ngày nọ, những con quỷ độc ác bỗng xuất hiện và trở thành mối đe dọa đến con người? Là một sinh vật tuy yếu đuối về thể chất, nhưng lại sở hữu ý chí vô cùng mạnh mẽ, con người chắc chắn sẽ đứng dậy để phản công, khẳng định bản năng sinh tồn và quyền được sống của bản thân. Thật là một motif vô cùng quen thuộc phải không? Và giữa vô vàn những câu chuyện lấy chủ đề diệt quỷ như Kimetsu no Yaiba hay Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man bất ngờ nổi lên như một hiện tượng dưới bàn tay của tác giả Tatsuki Fujimoto, đánh bại hàng loạt những đối thủ nặng ký để bước vào top 10 những bộ manga có số bản in bán chạy nhất Nhật Bản trong nửa đầu của năm 2021 của Oricon. Điều gì đã đem tới sự khác biệt cho bộ truyện này? Với sự ủng hộ nhiệt tình từ video trước, ngày hôm nay chúng mình xin gửi đến cho các bạn video về gã quỷ cửa khát máu Chainsaw Man. Các bạn đã chờ cảnh báo spoiler à? Làm gì có cảnh báo spoiler ở video review? Review chứ có phải tóm tắt cho Google đọc đâu mà spoil. Cha đẻ của Chainsaw Man là Tatsuki Fujimoto. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 2011 khi chỉ mới 17 tuổi, với tác phẩm đầu tay là một one shot mang tên Niwa 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 Tori Gaita. Cho đến nay, dù số lượng tác phẩm ra lò không được nhiều, nhưng ông đã thành công khi ghi dấu ấn trong mắt độc giả với những Yoge no Nayuta, Fire Punch hay đặc biệt nhất trong số đó chính là Chainsaw Man. Được xuất bản lần đầu trên tạp chí Weekly Shonen Jump vào năm 2018. Cho đến nay, bộ truyện đã phát hành được hơn 5 triệu bản với 11 volume và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ độc giả trên khắp thế giới. Vậy điều gì đã làm cho Chainsaw Man nhận được thành công to lớn đến như vậy, mặc dù chưa hề có anime chuyển thế? Lấy bối cảnh ở một thế giới giả tưởng, Chainsaw Man là nơi tồn tại những con quỷ đáng sợ tới từ địa ngục và đe dọa cuộc sống bình yên của con người. Mỗi con quỷ đều đại diện cho nỗi sợ của chúng ta, như sợ cáo, sợ rắn, sợ súng, sợ kiếm, hay thậm chí là sợ địa ngục, chắc chắn rồi. Đứng trước mối hiểm họa khủng khiếp như vậy, chính phủ đã lập ra những cơ quan diệt quỷ để bảo vệ loài người khỏi tất cả bọn chúng. Trong thế giới đó, Denji, một cậu trai nghèo kiết xác, làm nghề săn quỷ để sống qua ngày sau khi bố cậu tự sát và để lại cho cậu một khoản nợ lớn với lũ Yakuza. Không người thân, không bạn bè, Denji cố gắng vượt qua sự cô đơn và bầu bạn với một con quỷ nhỏ có chiếc cơ kỳ lạ trên đầu, tên là Pochita. Thế nhưng, làm việc với xã hội đen vẫn luôn là con dao hai lưỡi, và may mắn không mỉm cười với Denji. Sau khi Denji hết giá trị lợi dụng, chúng lên kế hoạch thủ tiêu cậu bằng cách mượn sức mạnh của một con quỷ khác. Đến đây thì các bạn nghĩ rằng, vì Denji là nhân vật chính nên đằng nào thì cậu cũng sẽ sống sót thôi phải không? Không, cậu đã chết. Denji đã không thể sống sót qua trận phục kích của nhóm Yakuza. Nhưng mà nhân vật chính chết rồi thì lấy gì mà đọc? Đúng, Denji đã chết, nhưng Pochita thì không. Nó đã cho Denji một giáo ước: hãy cho tôi thấy thêm những giấc mơ của cậu đi. Và từ đó, Denji đã tái sinh và trở thành Chainsaw Man, một con quái vật bạo lực, điên cuồng và không chịu sự kiểm soát của bất cứ ai. Và hãy nhớ kỹ cụm từ kiểm soát, bởi vì nó giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong mạch truyện, cũng như cách chúng ta tận hưởng câu chuyện này đấy. Ngay sau khi thảm sát lũ Yakuza cùng con quỷ đang điều khiển chúng, Denji đã gặp Makima, một nữ quan chức của Cục Bảo an Xã hội, nơi tập hợp của những thợ săn diệt quỷ và bảo vệ sự an toàn cho người dân Nhật Bản. Cô cho cậu hai lựa chọn, hoặc là bị giết như một con quỷ, hoặc được sống nhưng dưới sự kiểm soát của Makima. Đây cũng chính là ngã rẽ định mệnh trong cuộc đời Denji. Cậu chọn được sống và mọi thứ diễn ra sau đó dường như là một khởi đầu hoàn toàn mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn, ít nhất là cho đến khi nó tệ đi. Để mà nói với một tip không quá mới mẻ về chủ đề diệt quỷ, sự hấp dẫn của Chainsaw Man không hề nằm ở một câu chuyện quá nổi bật. Dĩ nhiên là trừ pha cua gắt đến nỗi hải cũng không kịp quay xe. Chainsaw Man cuốn hút người đọc theo cách riêng của nó. Nếu những trận chiến máu me, đầy bạo lực là yếu tố khiến cho người đọc cảm thấy hào hứng và được đắm chìm vào thì đi kèm với nó, những ý nghĩa ẩn sâu bên trong như một thứ gia vị khiến cho người đọc phải ngừng lại mà suy ngẫm.
Tất cả những thứ ấy đã được tác giả Fujimoto gửi đến cho người đọc bằng những nét vẽ vô cùng độc đáo và mang một bản sắc vô cùng riêng biệt. Đầu tiên là về phần nhân vật, mình có thể khẳng định một điều, bộ ba nhân vật chính của Chainsaw Man là những nhân vật mà mình thích nhất trong thời gian gần đây, và có lẽ là từ trước tới giờ. Chúng ta có Denji, một tên đầu bò, thiếu sự yêu thương và giáo dục từ nhỏ, ngày lo kiếm cơm ba bữa là đã hết thời gian suy nghĩ đến việc khác. Tiếp theo là Power, một cô nàng quỷ vô cùng mạnh mẽ, đi cùng với một tâm hồn đẹp và một cái đầu dở dở hâm hâm. Và khi kết hợp với cái não bò của Denji, thực sự sẽ trở thành một cặp đôi song sát, khiến cho cả kẻ thù lẫn đồng minh biết thế nào mới là lễ hội. Và cuối cùng là Aki, nhân vật mình đánh giá là hay nhất của cả bộ truyện. Với quá khứ quen thuộc khi mất cả gia đình dưới tay kẻ thù, và cậu dành gần như toàn bộ cuộc đời của mình để tìm kiếm sự báo thù. Còn về lý do vì sao mà Aki lại là nhân vật hay nhất cả bộ truyện á? Đoán xem, tại sao Power dù không có cho mình sự phát triển quá nhiều nhưng vẫn đứng top waifu? Đoán xem, và tại sao bộ ba nhân vật chính lại khiến cho mình yêu thích đến như vậy? Các bạn đoán thử xem nào! Và chúng ta có Makima, người đã đem tới cho Denji một cuộc sống mà cậu hằng mong ước. Nhưng mà lại đoán xem, sở hữu tạo hình đầy ma mị và quyến rũ, Makima là nhân vật đã khiến cho khá chàng trai từ bỏ quyền làm người. Và cô cũng chính là... Giải nhân vật trong Chainsaw Man đều mang trong mình những cá tính riêng biệt, và mỗi nhân vật đều để lại cho chúng ta một ấn tượng khác nhau. Chúng ta có một tên cuồng vếu, một con mắm với cái đầu luôn suy nghĩ những vấn đề nằm ngoài tầm hiểu biết của con người bình thường, một cậu trai xấu số bị ép sống chung nhà với hai phần tử mà chỉ số IQ có khả năng làm người khác rối loạn tiền đình cực cao. Và chắc chắn là không cần phải nhắc tới vụ hai bộ não bác học này đã cho Aki ăn mầm khoai tây, vân vân và mây mây. Không cần những trang phục mau me, không cần những kiểu tóc sặc sỡ, những nhân vật trong Chainsaw Man đã thể hiện tính cách của bản thân theo cách của riêng họ. Thầy của Himeno đã hỏi cô một câu ngay sau khi cô nhận Aki làm cộng sự: thế đầu óc của nó có bình thường không? Chỉ một câu hỏi như vậy thôi cũng đủ làm cho khán giả phần nào mừng tượng được những nhân vật nói riêng hay thế giới trong Chainsaw Man nói chung đặc biệt đến như thế nào. Đúng rồi đấy, tất cả nhân vật trong Chainsaw Man đều không được bình thường, hoặc có khi còn có vấn đề nặng về tâm lý. Thử nghĩ xem, tồn tại trong một thế giới điên loạn như vậy thì những kẻ bình thường liệu có tồn tại được hay không? Nhưng nói đến đây thì mình không thể không chỉ ra một điểm trừ khá lớn của bộ truyện này. Giải nhân vật trừ bộ ba Denji, Power, Aki, mỗi người đều rất khác biệt, nhưng hoặc là họ đắp chiếu quá nhanh, hoặc là vai trò của họ quá mờ nhạt, khiến cho ta chẳng thể hiểu thêm gì về động cơ hay lý tưởng sống của họ. Và thật sự là mình khá tiếc, vì dù sở hữu một giải nhân vật đa dạng, nhưng những gì mà họ đóng góp trong câu chuyện là khá ít, và hầu như là không có. Phản diện chính thì có màn debut vô cùng bất ngờ và ấn tượng, nhưng lại chưa thực sự thuyết phục được mình. Với một quá khứ rất giàu tiềm năng, tác giả lại không tập trung vào khai thác chúng mà đẩy nhanh bộ truyện đến trận đánh boss. Điều này vô tình tạo một bước lùi không đáng có trong mạch truyện, thay vì cho người đọc cái nhìn sâu sắc hơn về nhân vật, ông ấy lại thích cho họ đi ngửi mùi đất càng sớm càng tốt hơn. Tiếp đến là world building, với mô típ diệt quỷ vốn đã quá quen thuộc, việc tạo nên được một thế giới gây được sự hứng thú với người đọc là một trong những điều vô cùng quan trọng. Và sau khi tạo ra được một thế giới tàn nhẫn được bao phủ bởi tuyết trắng với Fire Punch, tác giả Fujimoto lại tiếp tục gửi đến cho độc giả Chainsaw Man thế giới nơi những nỗi sợ của con người ngự trị. Những nỗi sợ dù là gần gũi, nhỏ nhặt nhất hay những cơn ác mộng từ thời thượng cổ đều đã được khắc họa một cách vô cùng độc đáo bằng chủ đề quỷ. Dưới ngòi bút đầy sáng tạo của Fujimoto Sensei, mỗi con quỷ đều có cho mình một tạo hình vô cùng riêng biệt và nổi bật, từ đó tạo nên cho Chainsaw Man một thế giới vừa lạ lẫm nhưng lại cũng vô cùng quen thuộc, vì những con quỷ được tạo nên nhờ nỗi sợ của con người. Thằng đó sức mạnh trong Chainsaw Man cũng được phân cấp vô cùng rõ ràng. Lấy ví dụ, với con quỷ nho, gần như chả có ai sợ nho, thế nên con quỷ này yếu ớt một cách đáng thương. Thế nhưng ngược lại, đối với quỷ địa ngục, dầu nỗi sợ địa ngục đã tồn tại trong tâm trí của hầu hết loài người từ rất lâu rồi, thế nên nó gần như vượt trội hơn hẳn so với những con quỷ khác. Người ta có câu lấy độc trị độc, để đối phó với những con quỷ mạnh mẽ từ địa ngục, những thợ săn quỷ cũng phải sử dụng sức mạnh của quỷ. Mỗi khi muốn mượn sức mạnh của quỷ, những thợ săn quỷ sẽ phải hiến tế cho chúng một thứ gì đó. Tiêu biểu như Aki, mỗi khi sử dụng quỷ cáo phải cho chúng ăn một phần da của mình, hay Himeno với cái giá đắt hơn là cả một bộ phận cơ thể để sử dụng được quỷ ma. Mối quan hệ như vậy được gọi là khế ước. Bên cạnh đó cũng tồn tại những trường hợp đặc biệt khi quỷ chiếm lấy thân xác của con người để sử dụng sức mạnh, như Power với huyết quỷ, hay con người lập khế ước với quỷ để biến thành chúng trong một khoảng thời gian, như Denji với quỷ cưa. Thế nhưng, tuy sở hữu cho mình một thế giới đầy tiềm năng, Chainsaw Man lại chưa thể khai thác hết được những gì mà nó có thể mang lại. Với phần 2 đang trong quá trình phát triển, mình rất mong rằng tác giả Fujimoto sẽ đi sâu hơn nữa vào thế giới của quỷ vô cùng thú vị này. Cách kết nối những tình tiết câu chuyện trong Chainsaw Man cũng là phần mà mình đánh giá cao nhất trong cả bộ truyện. Với đa số manga nói riêng và các tác phẩm nghệ thuật nói chung, những pha twist ấn tượng vẫn luôn là cú chốt nhằm làm nổi bật lên những gì mà tác phẩm đó muốn truyền tải. Thế nhưng, cho dù ý tưởng của bạn có tốt đến đâu,
hay bạn có triển khai nó hay đến như thế nào. Nếu cú twist đó quá hời hợt hay chẳng liên quan gì đến câu chuyện, chúng sẽ trở thành plot hole và khiến cho người đọc vô cùng hụt hẫng. Chainsaw Man đã làm điều này vô cùng tốt. Cú twist của Chainsaw Man tuy đã làm cho đa số độc giả phải ngơ ngác, nhưng đồng thời lại đem tới sự hào hứng mãnh liệt, dù nó gần như đi chệch khỏi những gì mà chúng ta đã biết từ đầu tới giờ. Tại sao lại có sự mâu thuẫn này? Câu trả lời chính là khả năng sắp xếp những tình tiết xảy ra trong bộ truyện một cách vô cùng hợp lý và cách chúng dẫn dắt người đọc đi qua từng tập truyện, để lại trong đầu chúng ta những dấu chấm hỏi lớn cùng với những nỗi bất an thường trực. Plot twist xảy ra đi kèm với sự biết ơn, sức bảo vệ tuyệt vời đến từ những chiếc mũ bảo hiểm. Những sự nghi ngờ từ đầu đến giờ làm cho người đọc tự hỏi, không biết mình còn bỏ lỡ những gì nhỉ? Và cho đến khi trải nghiệm lại Chainsaw Man, ta mới bất ngờ nhận ra sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ của tác giả cho những tình tiết về sau. Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả. Tuy không được thể hiện hay đề cập một cách rõ ràng, nhưng những bài học ý nghĩa và quan niệm về cuộc sống của tác giả đều đã được diễn tả một cách sâu sắc. Từ đó kể một câu chuyện về khao khát tự do mãnh liệt, thoát khỏi xiềng xích trói buộc và cách mà tình bạn cứu rỗi một con người dưới vỏ bọc của một câu chuyện diệt quỷ thuần túy. Tuy ẩn chứa trong mình những giá trị như vậy, Chainsaw Man lại chưa bao giờ là một bộ truyện khó đọc. Bên cạnh sự đen tối, bạo lực hay những phút giây ngẫm về cuộc sống, Chainsaw Man cũng là một bộ truyện mang tính giải trí rất cao. Những câu đùa được sử dụng đúng lúc, tạo nên tiếng cười rất tự nhiên cho độc giả, xen cùng với những giây phút nhẹ nhàng, ấm áp, cho dù ai cũng biết là mấy cảnh kiểu này chỉ khiến cho thằng Man đau khổ hơn. Đã biến Chainsaw Man trở thành một bộ truyện vừa dễ tiếp cận, nhưng đồng thời cũng mang lại giá trị đọc lại rất cao để thực sự thấu hiểu được những gì tác giả muốn truyền tải. Để kết lại, Chainsaw Man vừa không phải là một siêu phẩm, vừa không bị overrate. Nó chỉ là một bộ manga với nét vẽ và phong cách kể chuyện sáng tạo hơn những gì mà chúng ta thường thấy. Với việc MAPPA Studio đứng đằng sau hàng loạt những bộ anime được đánh giá cao như Yuri on Ice hay gần đây nhất là Attack on Titans, sự bùng nổ của Chainsaw Man sẽ còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Và với cái teaser trailer đỉnh của chóp mà MAPPA mới tung ra gần đây, mình vô cùng yên tâm với chất lượng của Chainsaw Man phiên bản anime, trừ khi nó được rush kinh dị như cái này. Hài hước, máu lửa và cả bi thương, còn chần chờ gì nữa mà không cho Chainsaw Man một cơ hội và bước chân vào thế giới được bao phủ bởi những nỗi sợ sâu thẳm trong mỗi con người thôi nào. Và bên trên là những gì mà chúng mình suy nghĩ về Chainsaw Man. Thế còn các bạn khán giả có phê chuyện đã đọc bộ truyện này hay chưa? Các bạn thấy không thích hay thích điểm nào video của chúng mình? Hãy để lại những suy nghĩ của bạn trong phần bình luận ở bên dưới. Kèm theo đó là like và subscribe nếu các bạn thấy thích và ủng hộ những nội dung như thế này sẽ được chúng mình ra mắt trong tương lai nhé. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem. Arrivederci.